các bạn xem thì các bạn nói ôi sao mà phải massage cực như vậy, mà thật cái gì nó cũng phải có một cái sự bỏ ra, thà mình cực như vậy mà có hiệu quả cho mái tóc như vậy luôn á, mình cực hơn mình cũng chịu nữa. Chào các bạn, mình là Kỳ Kỳ của ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay sẽ là tiếp tục của cái video quá trình mình chăm sóc tóc ha. Trong clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái sản phẩm Mockfi lên trên da đầu của mình. Mockfi 5% là cho nam nha. Để mình nói lại, cái sản phẩm Mockfi này nó sẽ có hai tinh chất là Medocidil và Finasteride. Medocidil á, là cái chất mà kích thích mọc tóc. Còn finasteride là nó sẽ là cái chất mà ức chế hormone, mà cái hormone đó là sản sinh bên trong cơ thể của chúng ta, nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam sẽ nhiều hơn. Là cái hormone đó nó gây ra quá trình rụng tóc, thì finasteride là cái chất cản trở cái hormone đó. Và ở phần trước thì mình cũng có nói kỹ về cái sản phẩm rồi, và cũng có đề cập tới phần tác dụng phụ. Mình mong các bạn cân nhắc và hỏi thêm ý kiến nếu mà muốn sử dụng trước giúp mình ha. Ok, nếu mà hỏi kỹ rồi á và quyết định sử dụng rồi á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách massage lên da đầu trước đi ha. Mình sẽ lấy cái phần cánh tay này trước là tượng trưng cho phần da đầu đi, để mọi người dễ hình dung. Không, bên đây thì cho nó tiện ha. Rồi, cái tay này của mình á là sẽ là cái tay massage lên da đầu ha. Mà massage mọi người nhớ giúp mình là không phải massage bằng móng đâu nha. Cái này thì mình nói thêm là nhiều người gội đầu á, họ sẽ có cái thói quen á là họ dùng móng, họ cào như vậy, họ có cảm giác là đỡ ngứa và có thể là sạch phần da đầu. Nhưng mà thật sự á, có thể cái này mọi người biết rồi, mình chỉ muốn nhấn mạnh thêm á, thật sự dùng cái móng như vậy á là nó tổn thương tới da đầu. Mình sẽ dùng đầu ngón tay vậy nè, mình đưa lên phần da đầu của mình. Mình di chuyển hình vòng tròn. Mình di chuyển nhẹ thôi. Mà mình cảm nhận á, là phần da đầu nó di chuyển theo. Như vậy mới là massage đúng nha mọi người. Ok chưa? Đó. Nói thêm một tí nữa đi, thì trong cái hộp đựng sản phẩm á, nó sẽ có hai hình thức cho mọi người sử dụng. Một, đầu tiên là cái ống bơm. Cái thứ hai là cái ống xịt hiện giờ mình đang gắn vào và mình đang xịt. Ok. Mình thì những cái ngày đầu mà thuốc còn nhiều á, mình sẽ dùng dạng xịt, nó sẽ tiện hơn. Và lưu ý cuối cùng trước khi ha, trước khi mình bắt đầu quá trình massage luôn, đó là trước và sau khi sử dụng sản phẩm phải nhớ rửa tay lại thật sạch. Giờ bắt đầu thôi ha. Chúng ta cần một cây lược để mà chia cái đường ra, để mà xịt dung dịch lên. Một lần dùng thì sẽ là một gì ta? Một miu hả? Chúng ta sẽ dùng một cây lược để mà trải cái đường phần da đầu và dùng thuốc xịt lên. Ra không đều, chứ thật ra là chỉ xịt một lần là được rồi. Và massage nhẹ nè, cho nó thấm thuốc trước lên phần da đầu. Dậm 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 cho nó thấm thuốc cái đường chân tóc đó trước. Rồi sau đó mới massage nè. Đây. 1 2 3 4 5, 6, rồi ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, tới tiếp theo. Mình có thể nhắm mắt cảm nhận là mình di chuyển, là mình di chuyển phần da đầu nha, cho nó dễ thấm thuốc hơn và tăng tuần hoàn máu. Lúc trước mà mình mà trẻ má như vậy, mình thật sự mình không có dám trẻ lên video đâu mọi người. Tại vì trẻ nó không có thấy một đường rõ, mà ở đây nó sẽ một đường màu trắng hết luôn.
Nói không biết mọi người hình dung ra không chứ. Thật sự lúc đó là không có cảm giác an toàn. Đi đến đâu là cũng phải đội một cái nón, nhất là ra ngoài trời. Đây, mọi người thấy không? Bây giờ sau hơn 4 tháng mình dùng sản phẩm á, thì trẻ là thấy một cái đường màu trắng ha. Đường này gọi là gì ta? Chứ lúc trước là nó không rõ một cái đường như vậy đâu mọi người. Nó sẽ kiểu là nó trắng hết nguyên cái vùng này luôn. Nó ý là thấy da đầu hết luôn á. Rồi qua đường thứ hai cũng xịt như vậy. Rồi mình cho động tác thấm thuốc ha. Dậm 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 lại cho nó thấm thuốc. Rồi sau đó massage ha. Đây, đầu ngón tay xe theo chiều kim đồng hồ trước đi. 1 2 3 4 5 6 rồi ngược chiều kim đồng hồ. 2 3 4 5 6. Cảm nhận cái da đầu mình nó di chuyển nha mọi người. Rồi lên. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Phần mái. 1 2 3 4 5 6. Mình có hỏi cái chị tư vấn, chị Trinh trong video mình có đề cập á, thì chị nói là em mà muốn biết hiệu quả rõ rệt của thuốc hay không á, là em soi cái phần đỉnh đầu của mình à. Tại vì cái phần đỉnh á, là cái phần mình không có tác động gì hết, mình không có cấy lên nó. Là nếu mà xịt thuốc á, mà massage như vậy mà đỉnh đầu nó ra nhiều á, tức là sản phẩm nó có tác dụng. Chứ thực ra hả, là đỉnh đầu lúc trước của mình không ngại mình nói luôn là nó trắng nhiều phần lắm, nó thấy da đầu rất rõ luôn. Rõ như năm lớp 12 á, có một bạn nói là ở trên rõ cái đỉnh đầu này, rõ như có thể đặt một cái đồng xu 5.000 lên trên luôn. Giờ qua đường thứ ba ha. Mọi người biết ước mơ thời học sinh của mình là gì không? Nó là trẻ được máy 5 năm đó mọi người. Trời, bây giờ trẻ quay video thì mình mới được nhìn kỹ cái đường chân tóc 5 năm này. Trời ơi, nhìn mà muốn khóc luôn á, như là ước mơ, kiểu như là chấp niệm cái đời này của mình vậy. Tại vì lúc trước mình trẻ mình không có được như vậy đâu. Mọi người thấy nguyên cái đường màu trắng nó rõ rệt mà nó ít như vậy nè. Lúc trước hả, là không có được tới như vậy đâu. Trời ơi, thấy mà muốn rừng rừng luôn. Ước mơ lớn nhất thời học sinh của mình. Mình cứ dặm dặm dặm, bước đầu dặm dặm dặm, cho cái thuốc nó đi khắp cái đường đó. Trời ơi, mình không biết nên dùng từ thuốc hay từ tinh chất nữa. Nhưng mà hy vọng mình, các bạn xem video hiểu cho mình á. Ý là sản phẩm đi. Chứ nghe thuốc nghe sợ nha. Rồi, dậm 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 xong rồi ha, bây giờ mình dùng hai đầu bàn tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ngược chiều kim đồng hồ, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ok, 3 đường rồi nha. Đường thứ 4, trẻ đường nào là ra đường đó đúng không? Mình rất rất là mừng luôn á. Dặm thuốc nè. Dặm thuốc nè.
Rồi, bắt đầu massage ha. Hai đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Người ta nói là massage sẽ tăng hiệu quả của thuốc, nó giúp cho thuốc thấm vào da đầu hơn. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người thấy rõ không? 1, 2, 3, 4. Thật sự là bây giờ mình cúi chỗ nào mình cũng không có quá ngại là cái chỗ đó, cái phần da đầu có bị thấy nhiều không á. Cúi về để mình về mình coi lại clip coi phần da đầu lộ ra nó có đúng như ý mình muốn không. Trời ơi, cái này mình nghĩ là không, cá nhân mình nghĩ là không phải cực đâu, mà có thể mà các bạn xem thì các bạn nói ui sao mà phải massage cực như vậy. Mà thật cái gì nó cũng phải có một cái sự bỏ ra, thà mình cực như vậy mà có hiệu quả cho mái tóc như vậy luôn á, mình cực hơn mình cũng chịu nữa, chứ mấy cái này nhầm nhò gì đúng không. Một mái tóc mà dày mà ra đường, trời ơi, nhiều người họ thấy là không quá là lớn lao, nhưng mà mình là người từng trải về cái vấn đề này, mình thấy hả, nó trời ơi, nó như là một sự may mắn vậy đó, nếu mà có một mái tóc thật dài và thật khỏe, mình đi làm cái gì mà cũng sẽ tự nhiên hơn nữa. Đúng là cái răng, cái tóc là gốc con người mà. Những người bạn của mình á, họ lúc trước mình tóc ít, thậm chí là có thể tới bây giờ mình vẫn chưa quen với tình trạng lúc trước của mình là hói. Lúc trước mình tóc ít đó, thì bây giờ mình sau một cái khoảng thời gian mình xuất sản phẩm như vậy nè, thì cũng những người bạn đó thấy được cái tình trạng lúc trước của mình mà thấy so sánh lại được với cái hiện tại mà tóc dài như vậy, các bạn cũng phải cũng đưa ra một cái lời khen là ồ nhìn trẻ hơn, có người còn quá là trẻ hơn 20 tuổi nữa. Đó rồi, sau đó thì các bạn nhớ hôm nãy giờ mình xịt thì cái phần đỉnh nè, massage thêm một lần nữa đi ha, cho cái thuốc nó dư trên cái đầu ngón tay. Xong bây giờ thì sẽ, tại vì còn dư thuốc á mọi người, xịt 5 lần là đủ rồi. Một lần xài 1 ml thôi, xài nhiều nó cũng không có thêm tác dụng nữa. Đây, phần thuốc dư trên đầu ngón tay rửa thì nó rất là ổn, mình theo chủ nghĩa tiết kiệm thì mình xoa luôn cái phần này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi thì phần ở ngoài sau nè, thì cứ xúc luôn những cái phần nào có tóc thay vì rửa. Xong nhớ nha mọi người, sử dụng sản phẩm xong á là phải rửa tay thật là sạch, tránh sản phẩm vào mắt nha. Đọc kỹ cái tờ giấy hướng dẫn khi mà mua sản phẩm, sẽ có một cái tờ giấy bên ngoài ghi bằng tiếng Việt, rửa kỹ lại tay nha. Xong và đó là cái quá trình mà mình xức tóc. Xin lỗi mọi người, tóc bù xù mà lên clip như vậy ha, nhưng mà tại vì đang cho thấm thuốc thì mất công chải vô cái lược nó dính cái sản phẩm, nên là nhìn mặt mỗi bù xù vậy thôi, quan trọng là cái mà mình nói tiếp theo đi ha. Xong rồi đó, mọi người thấy cái quá trình này nó có cực không. Mình thì sau hơn 4 tháng sử dụng sản phẩm thì cũng đến một ngày mà mình cũng nói là ôi nhìn quá trình mà con xức tóc á cực quá ha. Mình chỉ biết cười. Thật sự nha, nếu mà mang lại được kết quả hiện tại như vậy á, cực hơn mình cũng chịu nữa. Sử dụng sản phẩm xong nhớ đóng nắp lại nha. Này mọi người thấy cực không, cực cũng đáng chứ đúng không.
phải có bỏ ra thì mới có thu hoạch chứ. Và có thể đi khi mà cái clip này lên thì nó cũng sẽ có một chút thiếu sót đi ha. Thì nếu mà các bạn còn thắc mắc gì á, cứ bình luận cho mình. Mình trả lời được thì mình sẽ trả lời. Còn nếu mà cái gì nó vượt ngoài cái khả năng của mình á, thì các bạn có thể hỏi cái người, cái shop mà bán sản phẩm này cho các bạn. Ok. Và đó là quá trình mà massage tóc. Cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc video này ha. Và hy vọng, thật sự hy vọng nha, tóc ai trên thế giới này cũng thật là đẹp. Tại vì mình hiểu, người mà tóc ít, tóc mỏng, họ cũng sẽ có một cái nỗi buồn, tự ti, thậm chí là tâm lý luôn. Nên là hy vọng bạn, hy vọng cái cuộc đời này tóc ai cũng sẽ đẹp. Và hy vọng các bạn sử dụng sản phẩm này á, thì sẽ có được kết quả như ý bạn mong muốn. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.